Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Tên lửa Neptune là hy vọng cuối cùng của Ukraine ngăn tàu đổ bộ Nga. Trong trường hợp Nga tiến hành đổ bộ quy mô lớn nhằm chiếm thành phố cảng Mariupol, họ sẽ phải đặc biệt đề phòng tên lửa Neptune Ukraine. Tên lửa Neptune Ukraine được đánh giá là thứ vũ khí chủ lực, đủ khả năng để lùi cuộc đổ bộ của hải quân Nga nhằm kiểm soát thành phố cảng Mariupol ở bờ biển Azov. Theo truyền thông khu vực, và ngày qua, nhiều tàu chiến Nga đã được nhìn thấy ngoài khơi thành phố cảng Mariupol của Ukraine, trong đó phần lớn là tàu đổ bộ chở lính thủy đánh bộ của hạm đội Biển Đen. Điều này dẫn tới suy đoán rằng thủy quân lục chiến Nga sẽ sớm mở chiến dịch tấn công từ hướng biển nhằm tạo ra cộng kìm kiểm soát hải cảng có ý nghĩa chiến lược của Ukraine, từ đó chặn đường ra biển của nước này. Việc hải quân Nga chưa cho nhóm tàu đổ bộ tiến vào bờ biển, theo nhận xét có thể do họ còn cảm thấy lo ngại một thứ vũ khí rất lợi hại của Ukraine, đó là tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune. Hải quân Ukraina gần như không còn chiếc chiến hạm nào có đủ khả năng tác chiến, nên chắc chắn họ phải dựa vào không quân và tên lửa bờ để thực hiện chiến thuật chống phong tỏa, trong đó vai trò của tên lửa Neptune là quan trọng nhất. Tên lửa hành trình chống hạm Neptune của Ukraina có vẻ ngoài rất giống KH-35 của Nga, đây là một sản phẩm được kiếp hoàn thiện thiết kế ra đời dưới thời kỳ Liên Xô. Tuy nhiên so với tên lửa Uran mà Nga sử dụng thì tầm bắn của Neptune lên tới 300 km. Cựu thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraina ông Alexander Tuchinov đứng rất tự tin khi tuyên bố về kỹ năng khi chiến thuật của vũ khí do kíp chế tạo. Tên lửa hành trình chống hạm của Ukraine cung cấp khả năng phòng thủ đáng tin cậy tại khu vực Biển Đen và Biển Azov, có thể bắn trúng tàu chiến địch từ cách xa 300 km, nếu cần thiết, thậm chí ngay cả khi chúng đang neo đậu trong cảng. Theo ông Tuchinov, các cơ sở quân sự và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các cây cầu chiến lược và các chuyến phà trong trường hợp kẻ địch sử dụng để xâm lược, chúng ta cũng có thể bị phá hủy bởi loại tên lửa hành trình này với chiến thuật sử dụng không quân và lực lượng tên lửa bờ nằm dưới ô bảo vệ của máy bay chiến đấu cùng các tổ hợp phòng không S-300PS và S-300V-1. Vũ khí mới của Ukraine theo đánh giá là đủ khả năng chặn đứng cuộc đổ bộ của hải quân Nga. Cần lưu ý thêm rằng, mặc dù là quốc gia chế tạo ra những tên lửa chống hạm tối tân hàng đầu thế giới, nhưng năng lực phòng chống tên lửa hành trình bay thấp của Nga lại chưa bao giờ được đánh giá cao. Màn thể hiện nghèo nàn của tổ hợp tên lửa phòng không Panzer S-1 tại Syria hay cả S-300 và TOM-2 trên chiến trường Karabakh là minh chứng rõ ràng nhất. Các hệ thống phòng thủ tầm ngắn trên chiến hạm Nga như pháo AK-630M, tổ hợp tên lửa pháo phòng không Bama, Kastan hay phiên bản mới nhất là Panzer M sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với vũ khí nguy hiểm như tên lửa Neptune của Ukraine. Vấn đề cần quan tâm cuối cùng ở đây đó là mặc dù đã được đưa vào các thành phần tác chiến, tuy nhiên chưa rõ số lượng tên lửa Neptune xuất xưởng là bao nhiêu quả và nó có thực sự đủ cho một trận chiến lớn hay không.